Anh em nhá, anh em có thể thấy đây nhá, không quay nào quay cả. Đấy, con này không quay, con này không quay. Ok nhá, bây giờ giã nóng sẽ quay anh em nhá, em sẽ giã cho nóng lên. Đấy. À, cho mỗi cái một kênh luôn. Cái này à, hai bên nó không quay đúng không? Đấy, giã này cho nóng lên xem. Ok. Đấy. Dạ anh em nha. Tiếng căng không? Căng đét luôn. Chắc tại vì đóng thùng để lâu quá anh ạ, nên là bên trong nó vẫn còn rất là mát. À, em giã xem bao nhiêu lâu thì nó quay. Đang 22 à. Dã nha anh em nha, xem bao giờ quay. Đấy. Chưa ai quay. Vẫn mát lạnh luôn. Thời tiết miền Bắc mình là nó đang rất là lạnh anh em nhé. Anh em phải mặc áo khoác hết. À. Qua đây quay rồi nè. Quay rồi nhá. Quay chưa quay này. Đấy, thời tiết là miền Bắc lạnh. Miền Bắc nó lạnh anh ạ, miền Bắc nó lạnh anh em ạ. Đâm ra là nó lạnh quá, ở ngoài trời tầm 10 khoảng 13 14 độ. Đấy bây giờ nó quay này. Em thấy chưa? Nó quay rất là êm anh em nhé. À đây bây giờ bên này mới quay tiếp này. Đấy, anh em thấy chưa? Con này auto fan mà. Có nghĩa là nó sẽ tự động nó quay anh em nhé. Đấy, tự động nó quay. Đấy, ok chưa? Đấy, không, nhiều anh em bảo là tại sao nó không quay. Đấy, con này auto fan anh em nhé. Có nghĩa là nhiệt độ cao nó sẽ quay. Và càng cao nó càng quay nhanh anh em nhé. Đấy, còn đâu nếu mà mát thì nó sẽ không quay đâu. Đấy, vì nó giảm cái độ ồn cho mình, kể cả con 7409 này cũng thế anh em nhỉ. Đấy. Nói chung là chơi con này rất đảm bảo luôn, không hầu như độ ồn nó thấp anh em nhé. Con này còn độ ồn thấp hơn cả con 7409 luôn anh em nhé, vì con 7409 nó quạt nó nằm trong này, nó thổi nó ồn như kiểu bọn crowd ấy, nó hay bị ồn. Còn dòng này á cực kỳ êm luôn, quay này anh em này, thấy chưa, do chưa. Đấy, quay nhưng rất êm anh em nhé, càng nóng sẽ càng quay mạnh. Còn nếu mà nó mát thì nó không quay luôn. Đấy. À, em ra đây nó cũng thoải mái, mỗi kênh một cặp bát 30 thôi. Đấy, căng đét luôn anh em nhá. Đấy, nói chung là chơi này thì thoải mái cho anh em chơi luôn anh em nhé. Đấy. Đấy, quay rất là êm luôn, êm ái luôn. Đấy, làm video nhanh cho anh em nha, chỉ tầm một đánh một phút là quay ở mầm ngay. Và quay ép anh em đánh như thế là hơi căng. Rồi ok, chào tất cả anh em nha, hẹn anh em một clip lần sau. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó,
Khi ấn vào chữ thăng cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.